Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Trong tuần vừa qua thì chúng ta đã có những cái thông tin rất là hot về camera. Và những thông tin đó là gì, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sau video này nhé. Thông tin đầu tiên, Sony lấn sân sang thị trường máy bay không người lái. Theo nhiều nguồn tin thì Sony sắp cho ra mắt máy bay không người lái chuyên nghiệp và công bố thương hiệu Epic mới. Nếu như mọi thứ suôn sẻ thì sản phẩm đầu tiên sẽ được tung ra thị trường vào mùa xuân năm 2021. Trong thời đại ngày nay thì lĩnh vực ứng dụng drone ngày nay càng rộng lớn, lượng người dùng ngày càng nhiều đã thúc đẩy và phát triển việc nghiên cứu về thị trường này. Vì vậy thì Sony cũng sẽ khởi động dự án Epic dựa trên công nghệ robot trí tuệ nhân tạo thông qua việc phát triển các sản phẩm drone để bước chân vào ngành công nghiệp máy bay không người lái UAV. Được biết là Sony đặt nhiều hy vọng vào dự án Epic và hy vọng là sẽ đóng góp vào cái sự tiến bộ công nghệ thông qua những ứng dụng công nghệ hình ảnh, cảm biến và công nghệ 3R trong lĩnh vực drone. Công nghệ chụp ảnh và cảm biến công nghệ 3R của Epic UAV lần này chính là điểm nổi bật nhất của sản phẩm, là một trong những điểm mạnh của Sony. Công nghệ cảm biến có thể được ghép hiệu quả với cả drone. Thông tin tiếp theo, ống kính với khẩu độ F0.8 nhanh nhất thế giới sắp ra mắt. Hiện nay thì ở trên thị trường đang tồn tại rất nhiều ống kính có khẩu độ lớn hay còn gọi là fast lens, chẳng hạn như là Fujifilm XF50mm F1.0 VR mới ra mắt gần đây. Tất nhiên là không thể thiếu được dòng ống kính khẩu độ là F0.95 của Voigtlander. Tuy nhiên thì Voigtlander Super Nocton 29mm F0.8 ASP thì sắp ra mắt tới đây sẽ khiến tất cả những ống kính kể trên đều phải hít khói. Đã từng có những ống kính có khẩu độ lớn hơn xuất hiện trước đây. Tuy nhiên thì ống kính nhanh nhất bạn thực sự có thể mua hiện nay đó chính là Kaipon iBlack 40mm F0.85 Mark 2, mặc dù là nó không được đánh giá cao về chất lượng. Thông tin về Voigtlander 29mm F0.8 được Nokicita nhắc đến và nó sẽ được sớm công bố cho ngàm Micro Four Thirds. Đây chắc chắn là thông tin vui cho những người dùng của Olympus, Panasonic hay là những người dùng sử dụng máy ngàm M43. Tuy nhiên thì điểm đáng chú ý là ống kính cung cấp khả năng thu sáng của F0.8, nhưng độ sâu trường ảnh lại phụ thuộc vào hệ số crop của cảm biến. Thông tin cuối cùng cho ngày hôm nay, thị phần của Sony đã không ngừng giảm mạnh, trong những tháng gần đây còn Canon lại tăng. Theo như Petapixel thì một báo cáo mới đây ghi nhận từ BCN ở Nhật Bản cho biết thị trường camera đang dần phục hồi trở lại ở đất nước mặt trời mọc. Trong các thương hiệu thì Canon là hãng đang có đà đi lên đáng chú ý nhất và thậm chí là đe dọa cả vị trí của Sony hiện nay. Bắt đầu từ tháng 7 thì máy ảnh kỹ thuật số đang dần có đà phục hồi, doanh thu tăng trưởng trở lại và đến tháng 9 vừa qua thì số bán đã đạt là 97,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Với phân khúc máy ảnh mirrorless full frame thì Sony đã từng nắm giữ 100% vào giữa năm 2018. Nhưng khi các công ty khác đang tập trung vào phân khúc này nhiều hơn thì thị phần của họ đã đang liền giảm mạnh không phanh. Báo cáo mới đây thì cho thấy rằng nhờ hai mẫu mirrorless mới ra mắt thì Canon đã tăng thị phần lên tới 34,7%. Trong khi đó thì Sony lại tiếp tục sụt giảm xuống là 43,9%. Thị phần của Nikon thì đi ngang, còn Panasonic thì nhích lên 5,8% nhờ mẫu máy ảnh mới là S5. Nếu xét về thị phần riêng lẻ của từng hãng thì không ai có thể thách thức được ngôi vương của Sony. Tuy nhiên thì việc Canon có thể tiến tới vị trí của Sony cũng đang rất đáng lưu ý, cho thấy rằng đây là một mối đe dọa đang rõ ràng nhất với người dẫn đầu. Theo như nhận định thì mẫu Alpha Full Frame mới là A7C thì sẽ đóng vai trò quan trọng với sự tăng trưởng tương lai của Sony. Nếu như thành công thì nó có thể gia tăng khoảng cách với Canon. Và đó là những thông tin mới nhất về camera trong tuần này. Nếu như bạn thấy thích video này thì đừng quên like và subscribe channel của Tokyo Camera. Chào các bạn!